Thưa quý vị và các bạn, nhiều trường hợp F0 sau khi khỏi bệnh lại xuất hiện hội chứng hậu COVID như đau đầu, mất ngủ, khó thở, ho kéo dài, mệt mỏi, đau cơ, tim đập nhanh hoặc đánh trống ngực, rối loạn nội tiết, làm ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, chất lượng cuộc sống. Vậy hội chứng hậu COVID là gì? Làm như thế nào để cải thiện tình trạng trên? Để giải đáp thắc mắc này, mời quý vị và các bạn theo dõi tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Bảo Ngọc, khoa khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hội chứng hậu COVID-19 là tình trạng bệnh nhân dù đã khỏi COVID-19 nhưng các triệu chứng vẫn còn kéo dài trên 4 tuần kể từ lúc khởi phát nhiễm trùng. Các triệu chứng này có thể xuất hiện từ đợt nhiễm bệnh hoặc sau khi hồi phục. Theo thống kê, có hơn 200 triệu chứng hậu COVID-19 ảnh hưởng đến 10 cơ quan của cơ thể. Để ngăn ngừa di chứng hậu COVID-19 có thể gây tác động nặng đến sức khỏe tinh thần, những F0 khỏi bệnh cần có chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng, tập thể dục để nâng cao thể trạng. Mình cũng sẽ tăng cường cái sức đề kháng bằng cách là mình uống vitamin, ăn uống sinh hoạt, và cái vấn đề quan trọng này, tức là mình phải tập thở nữa. Bởi vì là khi mà cái tổn thương của SARS-CoV-2 nó cũng gây tổn thương là đường hô hấp trên, chính là từ họng, thanh quản và phổi, cho nên là các khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như là rất nhiều cái bệnh viện chính thống ấy là chúng ta phải tập thở. Thì đơn giản thôi, tức là hít vào thì mình có thể hít 1-2, hít chậm thôi, nhưng mà thở ra thì có thể là 4-5-6, để làm như nào để mình tăng thông khí phổi lên trong cái thời gian mà mình bắt đầu hồi phục lại đó. Thông thường những triệu chứng có thể tự khỏi, tuy nhiên có những triệu chứng không can thiệp kịp thời sẽ gây biến chứng, làm tổn thương tới các bộ phận khác của cơ thể như tổn thương phổi, rối loạn chức năng hô hấp. Sau khi hậu COVID 7 ngày không nên đi khám bệnh, ăn uống, sinh hoạt như thế nào đấy cho nó thật tốt. Rồi thì sau 7 ngày hoặc 14 ngày nữa hãng đến khám lại. Bệnh nhân thứ hai đó là như này, là bệnh nhân có tổn thương phổi, họ lên khám ở Bạch Mai. Thế thì thường là những cái bệnh nhân này là chúng tôi sẽ chuyển vào bác sĩ về chuyên khoa hô hấp, để các bác sĩ đấy người ta sẽ khám và người ta sẽ điều trị.